Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng trong ngày hôm nay ạ. Con xin được hồi hướng đến chư thiên. Aka sát tha cha phồn ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng. Aka sát tha cha phồn ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nô ga ru. Aka sát tha cha phồn ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nhà ta vô. Aka sát tha cha phồn ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu ba ni nô. Aka sát tha cha phồn ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hợp vô sanh. Răng kinh chi quốc sát la cầm măng cát táp bằng kỳ ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô át thi dê cha sát ta. A sanh nhi nô ca tăng bùn nha phá lăng mây hăng. Sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đi năng bùn nha phá lăng ma già dê cha ta tha na cha nành ti đề hoa gần tòa ni quê đa dùng sắp bê lục cam thi dê sát ta chi quan ta ra hê tu cam. Ma nun nhang phô cha năng sắp bê ra phan tu ma ma chê ta sa ti. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn tu xuất khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng quá ta mề buồn nhằn à sa quá kha già quá hằng hồn tu. Y đằng mề buồn nhằn nít bà nát sa bách cha dồ hồn tu. Dạ, phước báu nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới trong ngày hôm nay? Con kính dâng phước này chư thiên đến quý sư đi cô tu nữ. Con xin chia đều phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong room Phật giáo Nam truyền đồng đều nhau cả thảy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy bát quan trai giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con đã thấy sư pháp thanh vô lớp. Dạ, mời đạo tràng lãnh tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô a sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Brahmacha lokadhipati sahambati ca tánh cha đi ăn thi hoa răng a già cha tham sanh tì tha sát tập bà ra chắc kha cha tì ca đề xê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng. Thỉnh pháp sư đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần nghi thức đã xong. Em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ.
Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vụ. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Thỉnh Pháp Sư, và bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên 8 la mã phẩm đoạn bài 11 la mã không tranh luận. Ai không tranh luận đời, ai sống không hoại diệt, ai rõ ham muốn đời, ai thường xuyên tự tài, ai ăn trú như vậy, cha mẹ anh đảnh lễ, ai giàu có hạ sanh được xác lị tôn kính. Thế Tôn, Sa môn không tranh đời, Sa môn sống không diệt, Sa môn rõ dục vọng, Sa môn thường tự tại, Sa môn trú như vậy, cha mẹ anh kính nể Sa môn, giàu hạ sanh được xác lị tôn kính. Nam mô Bụt Tha Giá, và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo chúng đại chúng con đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con xin thay mặt đạo cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ sư, có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, sư cho con một tín hiệu. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng lão, chư Hòa thượng, chư Thượng Tọa, chư Ngài Đức Tăng và kính lễ Ngài Trí Đức. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tấn dâng ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tấn dâng ân Đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và nghiệp phiền não, Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh sát pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng lão, chư Hòa thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng có thể ngăn ngang. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự, đời sống hướng đến giải thoát,
ngài Bỉ Lai Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, hôm nay cái bài thứ 11 là không tranh luận, là cái bài cuối của cái phẩm đọa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh cũng như đã bót bài và đọc bằng chánh kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích về cái những cái Phật ngôn ở trong cái câu này. Không tranh luận. Thì ở đây cái tựa đề của cái câu này thì chúng ta thấy rằng những cái người xuất gia rồi thì sống là coi như là không còn vướng bận trong gia đình hay là trong xã hội, cho nên là không có liên quan đến những cái vấn đề của thiền kinh. Đức Phật cũng từng nói Như Lai không có tranh luận với thế gian, tranh luận với Như Lai, vì thấy rằng đó Đức Phật thì ngày từ khi mà ngày đắc cái quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngày làm cái nhiệm vụ của mình hàng ngày, ngày đi trì mình khất thực để cho chúng sanh gieo duyên, rồi những người hữu duyên nên tế độ, ngày thuyết giảng giáo pháp đến hàng Phật tử, ngày thuyết giảng giáo pháp đến cho chư tỳ khưu, ngày giảng dạy giải đáp những cái thắc mắc của chư thiên phạm thiên. Đó, thành ra đó cái công việc của ngài là như vậy. Nhưng mà sao, nhưng mà những cái vị giáo chủ và những cái vị giáo chủ của các giáo phái thì khi mà họ thấy những cái người mà những người đệ tử của mình là cái hội chúng của mình được được Thế Tôn giáo giới dẫn dắt, những người này có cái niềm tin đối với Phật pháp thì họ cho rằng như vậy là họ bị mất hội chúng, bị tổn giảm về cái sự dân cúng của cái môn phái của họ, của giáo phái của họ. Cho nên là họ đi đến để mà bài xích rồi nhằm để mà làm giảm cái uy tín, giảm cái của những cái người mà tín đồ của họ đối với Đức Phật. Nhưng mà cái gì quý vị nhớ rằng cái gì nó là chân lý mãi nó cũng là chân lý, dầu cho có bị bôi tro trát trấu như thế nào đây chăng nữa đó, thì cái chân lý nó cũng là chân lý. Cái điều này trải qua những cái thăng trầm của lịch sử của các pháp thành trụ diệt thì cái giáo pháp mặc dù là chân lý nhưng mà nó cũng vẫn bị tác động khi mà Đức Thế Tôn còn tại tiền thì cái giáo pháp nó được xiển dương hưng thịnh. Nhưng mà khi Thế Tôn nhập diệt khoảng
200 năm, 300 năm sau thì bắt đầu là bị cái gì? Bị cái sự chi phối bởi định lực vô thường. À, có lúc hầu như là cái giáo pháp nó không còn hiển lộ ở trên thế gian này nữa. Ha. Nhưng mà rồi sao? Một thời gian thì ánh sáng giáo pháp đó, nó lại bừng sáng trở lại. À, dù cho người ta chôn vùi che lấp như thế nào đó, nhưng mà một ngày nào đó, đó chân lý nó cũng bừng sáng ở trong thế gian này trở lại. À, thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng đó, mặc dù Phật giáo không có tranh luận, không có tranh hơn tranh thua gì ai đó, nhưng mà người ta, những giáo phái khác, những giáo chủ của ngoại đạo giáo đó, thì họ không muốn, họ không muốn cái giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền ở trên thế gian này. Bằng mọi cách họ hù dọa rồi bài xích, bình phẩm rồi tán, chê trách thế này thế khác. Cho nên là cái bậc sa môn ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái danh từ sa môn ở đây đó là Đức Phật chỉ cho các cái bậc thánh vô lậu, các bậc thánh đạt đến tứ đạo tứ quả. Đó, cho nên là sa môn không tranh luận với đời. Đó. Rồi sao? Cái sự nuôi mạng chân chánh của một cái vị mà sa môn là sao? Đi khất. Đi khất thực từ nhà này sang nhà khác. Hằng ngày đi khất thực ở trong làng. Để thọ nhận cái vật thực cúng dường của người, của tín chúng, chứ không có làm những cái ngành nghề khác, như là buôn bán, cải cấy, hay là làm thầy thuốc, làm xem toán bói toán rồi kia nọ. Thì những cái ngành nghề đó là của thế gian. Cái vị mà sa môn là chỉ nuôi mạng bằng cái sự hành khất thực mà mỗi nhà. Rồi cái ai sống không diệt, sa môn sống không diệt. Không diệt ở đây đó là ý của Đức Phật nói rằng đó, coi như không diệt cái đây là không có chết. Quý vị nhớ rằng trong một cái câu pháp cú kinh đó, Đức Phật dạy chư tỳ khưu rằng cái người sống luôn luôn phải có chánh niệm. Mỗi giây phút mà chúng ta sống có chánh niệm một cách trọn vẹn, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, tức là không chết. Không chết đó, thành ra cái chết ở đây đó, cái chết quý vị hiểu rằng đó, cái chết ở đây là do khi mà nếu mà chúng ta sống không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta để cái tâm phóng dật, hoan duyên theo trần cảnh, chạy theo sắc thinh vị xúc ở bên ngoài, thì sao? Bị những cái tham ái, nó là gì? Nó là cái dòng nước lũ, là xoáy nước, nó sẽ nhấn chìm cái vị tỳ kheo này. Cho nên là Đức Phật nói đó, nếu mà một cái vị tỳ kheo sống đầy đủ chánh niệm tỉnh giác,
À, thì sẽ không chết. Không chết đây là không có bị những cái phiền não tham ái à, nó nhấn chìm ở trong cái xoáy nước à. Cho nên là cái vị này không không có chết à. Đó, chính vì sao, chính vì vị Sa môn á hiểu biết được những cái tham muốn à, những cái dục à, nếu mà nó hiện khởi thì kịp thời quán sát nó à, quán sát về những cái tội lỗi à, những cái khổ đau à, của phiền não à, nó sẽ đem đến. Cho nên đó là cái vị này luôn luôn đó, canh phòng phòng hộ cái ý nghiệp à, quán sát từng cái tác ý, những cái suy nghĩ của mình à, nếu mà những cái tác ý, những cái suy nghĩ à, của tham dục sanh khởi thì kịp thời à, đè nén, kịp thời diệt trừ à, thì như vậy đó, phải phải biết rõ à, biết rõ à, những cái tác ý mà không tốt đẹp, những cái tác ý bất thiện nó sanh khởi thì kịp thời dập tắt à, cho nên nó là sống phải quán sát với cái ý nghiệp căn phòng nó, giống như là cái người lính à, cái vị quan trấn thủ ở biên thùy à, là phải luôn luôn canh phòng cẩn mật à, chỉ cần nếu mà một một giây phút mà lơ đễnh thì quân địch sẽ tấn công à, chiếm thành trì à, cho nên là phải biết rõ những cái tác ý, cái suy nghĩ của mình à, chính nhờ có cái sự canh phòng à, nghiêm ngặt cái ý như vậy đó, cho nên là vị Sa môn thường có một cái nội tâm à, tự tại à, an trú một cách quân bình à, đó rồi à, cái vị mà cái vị thánh nhân thì sao mà được mọi người kính trọng à, ngay cả những cái người thân của mình à, cha mẹ anh kính lễ à, tại vì cha mẹ à, thân bằng quyến thuộc đó là những cái người mà chưa có xuất gia à, hay là à, những cái vị này đó còn là phàm nhân, còn cái vị mà A-la-hán thì cái đức độ tốt đẹp trong sạch à, đáng cho cả mọi người à, kính lễ nha. Hiểu gì thì thấy rằng đó, khi mà Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ đó, để độ cho Đức Vua Tịnh Phạn à, thì cái dòng tộc mà Thích Ca đó thì họ rất là ngã mạn à, lúc đầu là họ không chịu đảnh lễ Đức Phật đâu à, Đức Phật phải dùng dùng thần thông để mà tế độ à, để cho mọi người thấy được cái hoài đức của bậc chánh đẳng chánh giác à. Thì khi mà Đức Vua Tịnh Phạn đảnh lễ Đức Thế Tôn thì tất cả những cái vị mà trưởng lão trong cái dòng tộc Thích Ca họ họ mới đảnh lễ à, chứ còn là họ là tự phụ à, dòng tộc Thích Ca là cao quý à, mà thái tử là hàng hàng con cháu ở trong cái dòng tộc Thích Ca, cho nên đó là những cái người mà giai giai dế mà thấp hơn thì họ không có cho đến đến cái chỗ
của Đức Phật. Mà những cái người mà dài dế cao hơn đó, thì đi đến đó. Nhưng mà trong cái dòng tộc Thích Ca lúc đó, là chỉ có vua Tịnh Phạn là cái dài cạo nhất. Mà khi đức vua Tịnh Phạn mà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đó, thì mấy vị kia đó mới chịu đảnh lễ Đức Phật. Cho nên là với cái bậc mà đáng cung kính, giới hạnh cao thượng, thì dù cho là cha mẹ, anh chị em đều phải kính lễ cái vị này. Sự thật ra đó, chúng ta phải hiểu như vậy nè. Hồi đó ngài hòa thượng Pháp Lạc ngài giảng, khi mà chúng ta đảnh lễ một cái vị nào đó, chúng ta đừng nghĩ rằng đảnh lễ cái ông sư A, ông sư B gì đó, mà chúng ta đảnh lễ đây là đảnh lễ đến tăng. Thì quý vị nhớ tăng thì có thánh tăng và phàm tăng, từ các bậc thánh A La Hán cho đến các vị thánh hữu học. Đó, mà trong 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 tăng chúng thì có cả các hàng Bồ Tát là những vị Phật tương lai, rồi có cả Đức Phật trong hiện tại nữa nha. Cho nên á, chúng ta đảnh lễ đây đó là đảnh lễ các bậc thánh tăng và phàm tăng, là những cái vị mà đi đúng trên cái con đường giới định tuệ. Thì như vậy nó sẽ đem đến cái phước báo vô cùng to lớn nha, cho cái người mà làm công việc kính lễ các cái bậc đáng kính. Chứ sự thật ra đó, cái người mà đảnh lễ đó, là khi mà quý vị mà đảnh lễ là gì, là để diệt trừ cái ngã mạn. Tại sao mà dòng họ Thích Ca không có chịu mà đảnh lễ chào hỏi ai? Tại vì họ ngã mạn, họ cho rằng á là cái dòng tộc Thích Ca Sắc Đế Giá là giai cấp mà cao quý nhất. Đó, cho nên là họ không có đảnh lễ ai. Mà khi mà mình ngã mạn như vậy á, mình không có sự cung kính, thì sao? Nó là cái một cái pháp, một cái truyền cái hết sức là tai hại. Chính vì cái tâm ngã mạn này nó cản trở, nó che án, chúng ta không có sự lắng nghe. Khi mà chúng ta có cái sự tôn trọng, kính trọng, cung kính đối với một cái vị nào đó, thì mình có sự lắng nghe. Đó, chứ còn mà nếu mà chúng ta không có cái sự tôn trọng, kính trọng, tôn kính, thì chúng ta không chịu lắng nghe đâu. Trời, ông sư Pháp Thánh này không có cái bằng cấp gì đâu mà tôi phải nghe không? Tôi là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, mà tôi nghe cái gì với ông này không nói không? Đó, chính vì cái sự ngã mạn, có sự so sánh về cái học vị, thì những cái người này không có chịu lắng nghe. Nhưng quý vị cung kính đây không phải cung kính cá nhân cái ông sư Pháp Thanh, mà quý vị cung kính chư tăng, rồi cung kính gì? Cung kính cái giáo pháp, quý vị mới lắng nghe. Nhờ có cái sự diệt trừ cái ngã mạn, có cái sự cung kính mới có sự lắng nghe.
Mà nhờ cái sự lắng nghe này đó, à, quý vị sẽ nghe được những cái điều mà hồi đó giờ mình chưa từng nghe. Và sao? Mình nghe để mình nhớ lại các pháp mình đã được nghe, và nhờ đó đó mình cái sự ghi nhớ của mình đó, nó sâu xa hơn. À đó, cho nên là khi mà quý vị đánh lễ à, cung kính là quý vị lợi ích cho chính bản thân, à, chính bản thân quý vị. Chứ còn cái người mà được quý vị đảnh lễ nó cũng không có tăng trưởng thêm được cái gì, à, không có mập thêm mà cũng không có cái thêm được cái gì hết. Nhưng mà chính quý vị đó, à, khi mà quý vị đảnh lễ vậy đó thì quý vị tăng trưởng cái phước của gì, à, đó. Khi mà một cái người thí chủ, à, dân cúng, mà nếu mà cái người này bố thí mà với cái tâm mà cống cao ngã mạn, nè, à, cho cái thái độ giống như là cái người chủ mà bố thí cho cái người mà người đại tớ nha, thì cái phước nó rất là ít nha. Nhưng mà nếu cũng có một món vật đó, à, cũng cái vật thực cũng như vậy, không phải là thượng vị hay gì đó, nhưng khi mà dân cũng đến chư tăng với sự cung kính nha, đảnh lễ, thì cái người này cái phước nó tăng trưởng tới gấp đôi. À, cái vật thí đó thì quý vị sẽ có được cái phước vật. À, nhưng mà quý vị cung kính đảnh lễ thì sao? À, quý vị sau này sẽ là cái người có của cải, à, tài sản nhiều. Nhưng mà sao? Có cái phước đức là gì? À, có được cái sự cung kính tôn trọng, à, ở trong dòng tộc cũng như là ở ngoài xã hội, ở ngoài thế gian. Nha, thành ra cái kính lễ, à, là để mà mình diệt trừ cái sự ngã mạn. Nha. Chứ còn mình đừng nghĩ là tôi đảnh lễ cái ông sư A, ông sư B, à, ông đó là thầy của tôi, à, sư phụ của tôi mới đảnh lễ. Còn ngoài ra mấy ông kia nó không ông nào đáng cho tôi đảnh lễ. Đó. Thành ra đó, cái chính cái tâm mà ngã mạn này nè, nó làm cái sự cản trở, à, nó che é để mà chúng ta không có cái sự hiểu biết với Phật pháp, à, không có sự thực hành theo cái đường lối chân chánh, à. Cho nên là chúng ta khi mà đảnh lễ là để mà tạo cái phước, à, cho mình, à, đối với, à, dù là trong cái những cái hàng mà con cháu của mình, nhưng mà những cái vị này là cái người xuất gia, à, và nếu mà các cái bậc mà đã từ thánh thủ học hay là đã đạt tới cái những bậc thánh cao tổ, thánh lậu tận, thì cũng đáng cho chúng ta đảnh lễ. À, thì hôm trước thì nhớ có một cái vị nào đó hỏi một cái câu hỏi là, à, nếu mà cái người mà cư sĩ à, họ đắc quả thánh hữu học, họ đảnh lễ cái vị tỳ kheo này là còn phàm nhân, à, thì như vậy cái vị phàm nhân này có mang nghiệp mà hay không,
Thì ở đây quý vị phải hiểu rằng vậy nè. Cái vị mà thánh hữu học á, là có cái sự tôn kính đối với Tam Bảo rồi. Cái vị này đánh lễ cái vị tỳ kheo đấy đó. Như sư nói không phải là cái đảnh lễ cá nhân của cái vị tỳ kheo, vị tỳ kheo A, vị tỳ kheo B gì đó, mà đảnh lễ đây là đảnh lễ đến Tam. Mà nhớ rằng trong trong hàng tăng chúng thì có cả các cái vị Phật trong hiện tại và ngài vị lai, có các bậc phàm tăng đang tu học trên thực hành cái con đường giới định tuệ, và có các bậc thánh hữu học cũng như các bậc thánh vô lậu. Cho nên quý vị thấy rằng á, trong kinh có rất là nhiều những cái vị như ông Tấp Cô Độc, Bà Quý Sắc Há, khi mà đến đến Kỳ Viên hay là Đông Phương Tự vẫn đảnh lễ chư tăng như thế. Cái đó là cái bộ phận của cái người Phật tử, chứ không phải là vì khi mà cái vị này mà đảnh lễ cái gì mà tỳ kheo phàm nhân rồi cái gì tỳ kheo này á là mang nghiệp. Phải có một lần á, sư nghe cái tử nó cậu nói mà không biết là cậu có biết về giáo pháp không. Cậu nói con không dám đảnh lễ với sư, nhưng sợ đảnh lễ với sư mang nghiệp. Sư nghĩ sư cũng thấy thì cái tâm ngã mạn nó quá lớn, nó không biết tu học đến cỡ nào mà cổ tưởng là mình đã đắc quả thánh rồi, cho nên là cổ không dám đảnh lễ chư tăng, tôi sợ đảnh lễ chư tăng thì chư tăng mang nghiệp. Thành ra chúng ta phải hiểu biết như vậy để mà diệt trừ cái tâm cống cao ngã mạn của mình. Rồi cái sa môn dầu hạ sanh, hạ sanh ở đây đó, cái chữ hạ ở đây đó là chỉ cho cái giai cấp thấp kém. Cái chữ giống như hôm trước là cô Kim thắc mắc cái chữ cộng á, thành ra mỗi cái danh từ nhưng mà nó nằm ở trong cái ngữ cảnh nào đó thì mình phải hiểu. Thí dụ chữ hạ sanh, thí dụ như như người ta thường thường đức vua hoàng hậu hạ sanh cái vị thái tử rồi kia nọ, hạ sanh ở đây nó nghĩa là sanh ra nha. Còn cái chữ hạ sanh ở đây đó thì quý vị hiểu rằng nó là cái giai cấp thấp. Sa môn dầu hạ sanh tức là cái vị thánh A La Hán này nè, dù là xuất thân ở trong cái những cái dòng tộc thấp kém nha, nhưng mà sao vẫn được cái giai cấp cao quý là gì, là Thích Ca Sắc Cái Giá tôn kính. Thì trường hợp quý vị thấy rằng có rất nhiều những cái vị thánh A La Hán mà xuất thân trong những cái giai cấp thấp, thì cái trường hợp ngài Ubali, ngài Ubali là cái gì, cái người thợ cạo, mà cái người thợ cạo là cái gì, cái hàng mà kêu bằng tôi tớ. Ông ta làm cái công việc mà cắt tóc và cạo râu rồi cho mấy cái vị mà hoàng thân quốc thích nha. Thì do cái duyên nghiệp từ quá khứ đó, ông ta
có cái tâm ngã mạn, không có tôn kính, không có kính lễ các cái bậc mà có giới hạnh cao quý. Cho nên là trong cái đời sống hiện tại, ông ta sanh ra trong cái gia đình dòng tộc thấp kém, làm cái nghề, mặc dù là cái nghề mà thợ cạo là cũng cũng cái thời lúc đó, đó là ta cho là cái nghề hạ tiện, cái nghề hạ tiện. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, mấy ông chủ tiệm hớt tóc cũng giàu như ai vậy ha. Đó, cho nên đó là tại cái thời kỳ cái nhận thức của xã hội vào cái thời điểm đó, họ chia ra những cái dòng tộc, rồi họ tự tự tôn cho là cái dòng tộc mình là cái dòng tộc cao quý, còn các cái dòng tộc khác đó là những cái dòng tộc thấp kém, hạ tiện. Nhưng khi mà những cái vị này đó đi tu xuất gia thì sao? Đã vượt qua tất cả những cái chế định của thế gian này. Đó, thành ra trong kinh Đức Phật nói sao? Những cái vị mà tỳ kheo khi mà xuất gia đó là đã bỏ hết tất cả những cái dòng tộc, giai cấp, địa vị ở trong xã hội. Bây giờ cái vị này trước khi xuất gia là vua, đứng đầu một quốc độ, nhưng mà sau khi mà đã được chấp nhận đúng luật, trở thành một vị tỳ kheo rồi đó, thì sao? Đâu có còn ai gọi là ông vua nữa, mà chỉ gọi là vị tỳ kheo. Rồi cái người dù là hạ tiện, những cái người mà là thuê làm mướn, những cái người mà gọi là cái giai cấp mà tận cùng hết là những cái người mà nô lệ chiên và lan á, mà khi mà xuất gia đó, thì cũng đâu có còn cái giai cấp là chiên và lan nữa, mà cũng trở thành một cái vị tỳ kheo. Đó, cho nên đó là khi mà xuất gia rồi thì đã bỏ tất cả những cái định đặt của xã hội. Nhưng mà những cái vị này nếu mà đã trở thành cái bậc thánh A-la-hán thì được tất cả, dù là cái hội chúng sát đế lỵ hay là những cái hội chúng bình dân đi chăng nữa, thì cũng phải có cái sự tôn kính đối với vị này. Một là tôn kính đến tăng đoàn, hai là tôn kính cái phẩm hạnh cao quý của một vị thánh. Cho nên là cái sự tôn kính ở đây không phải dành cho cá nhân cái vị đó, mà tôn kính đây đó là tôn kính đến chư tăng, và tôn kính cái sự cao quý tốt đẹp của các bậc thánh nhân A La Hán. Cho nên là trong cái đoạn này thì Đức Phật đã nói lên những cái thắc mắc của cái vị thánh, của cái vị chư thiên, để chúng ta hiểu rõ. Đó, thành ra đó khi mà chúng ta như nãy đọc trong 38 điều hạnh phúc mà thì sao, kính lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng, thì kính lễ ở trong thế gian này đó, cái bậc mà cao quý nhất là bậc chánh đẳng chánh giác, và sao là chư thánh tăng. Rồi kính lễ gì? Kính lễ cái giáo pháp, thì đó là trong tam bảo. Còn nếu mà ở ngoài đời đó, thì không phải mình kính lễ những cái ông mà bá hộ giàu có, mà kính lễ những cái bậc mà gọi là bậc có ơn đối với chúng ta.
như là ông bà cha mẹ mình, là những cái bậc mà chúng ta phải mang những cái trọng ơn rất là lớn. Thì những cái bậc này đó mới đáng cho chúng ta kính lễ. Nhưng mà cái vị mà xuất gia rồi đó thì chỉ kính lễ với Tam Bảo. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và khi mà chúng ta kính lễ thì chúng ta làm cho mình tăng trưởng nhiều những cái phước báo. Và chính nhờ cái sự kính trọng cung kính này đó, thì mình mới có cái niềm tin, củng cố cái niềm tin mình đối với Tam Bảo. Và nhờ có cái niềm tin đó đó thì chúng ta mới gần gũi, lắng nghe, học hỏi, để có được sự tiến bộ, có sự phát triển trong pháp học cũng như pháp hành. Thì qua cái câu Phật ngôn thứ 11, không tranh luận, và qua cái sự tìm hiểu và lời dạy của các bậc trưởng lão, thì cũng có chút ít những cái kiến thức, những cái hiểu biết để giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức có thể khai ngang, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ chư phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đọc Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Đường Tòa Phát Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và chúng con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư tạm nghỉ trong giây lát và dùng nước ở tỉnh thất hiện hữu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Và dạ, chủ sĩ hôm nay là Kim Nhung. Sao Kim Nhung ngồi em ru vậy Kim Nhung? Dạ, Nhục Quỳnh chờ hoài không thấy Kim Nhung cầm mic nên Nhục Quỳnh đành phải cầm mic. Hôm nay Kim Nhung chủ sĩ mà, phải không? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì có chú sĩ trước máy rồi, mời bàn tay chú sĩ lên đặt câu hỏi hay điều khiển chương trình để cho sư nghĩ chút xíu nha, Kim Nhung nha. Đừng có hỏi liền, cầm mít chút đi cho sư nghĩ, sư dùng nước cái nha, mời Kim Nhung. Dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, dạ, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, chị nói em nói cầm mic thì em chả biết nói gì thưa chị. Dạ, thôi thì... con cứ hỏi, đặt câu hỏi, con cứ nhờ
đặt câu hỏi, rồi sư cứ từ từ sư nghỉ ngơi, rồi sư sư trả lời con cũng được. Dạ, kính mời đạo tràng cũng suy nghĩ và có những cái ý tưởng và hỏi sư, để thỉnh sư trả lời để mọi người cùng học hỏi thêm. Dạ, con thưa sư, trong cái bài này á, thì không tranh luận, tức là nói về khẩu, tức là khẩu nghiệp, thì không tranh luận. Khẩu thì nó có bốn khẩu, thì là về khẩu không tốt thì có bốn, cũng có bốn chi, là nói không đúng, rồi nói ác, rồi nói chia rẽ, nói phù phiếm, và khẩu thiện thì cũng có bốn chi và ngược lại. Và con cũng không rõ khi mà cái bài này mà mình không tranh luận á, tranh luận có nghĩa là có phải là mình không quan tâm tới cái vấn đề đó, có nghĩa là mình có bằng quang không ạ, thưa sư? Tức là mình không quan tâm tới người ta nói, nhưng mà vì mình không quan tâm tới nên là người ta nói mình bàng quang, mình thờ ơ. Ví dụ như là mình ở đây thì đang ở trong cái mùa dịch, thì khi mà mình người ta nói hay nói về dịch này dịch kia, nhưng mà mình biết là bây giờ mình có nói, mình chỉ hiểu là dịch nó đang tăng, số người mắc bệnh đang tăng và số người chết cũng tăng. Còn về nói về sâu hơn đất nước này đất nước kia thì mình cũng không nói, vì mình nói cũng chẳng giải quyết được, hay là nói chuyện thời sự chính trị mình cũng không giải quyết được. Như vậy tức là mình không nói chuyện thì có phải mình bàng quang không, thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư, sư cứ uống nước đi xong rồi xin khỏe, sư giải thích giúp con để con hiểu hơn, sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Bằng Gà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Ở đây cái tựa nó là không tranh luận. Thì cái tranh luận thì nó nói về một cái khía cạnh hơn thua của cái lời nói, hay là về phần khẩu, thì cũng như cô Kim Nhung đã nói. Nhưng mà cái tranh ở đây nó còn về cái hành động nữa chứ. Thì quý vị thấy rằng đó, trong bài kinh mà tám Phật lực đó, vì khi mà cái số mà tín đồ của cái giáo phái đó, họ theo Phật giáo, cho nên là cái lợi lộc của giáo phái nó bị suy tổn này. Cho nên là những cái vị mà Bà La Môn ở trong cái giáo phái đó mới là suối nàng chinh cha, có những cái hành động gây cái sự hoài nghi đối với Đức Phật, là lén lút đi vô để vào những cái thời điểm mà không thích hợp đó, rồi sao, rồi độn bụng rồi lên để mà tạo cái sự hoài nghi về cái giới hạnh của Đức Thế Tôn. Thành ra đó tranh luận ở đây là nó chỉ về một khía cạnh, mà nó còn có gì những cái biểu hiện hành động để có thể làm bôi nhọ vu khống người khác nữa. Đó. Còn cái vấn đề mà thí dụ những cái thời sự thì mình biết vậy thôi, bây giờ mình có bàn luận thì nó cũng làm được gì. Nhưng mà mình có thể mình nhắc nhở với những cái người thân ở trong gia đình mình nhắc nhở là phải
phải như vậy vậy đó, à, phải đeo khẩu trang, phải cẩn thận à, khi đi ra tiếp xúc ở ngoài đời. À, bây giờ dịch bệnh nó thế này thế khác đó. À, vì sao? Cái chuyện đó là cái chuyện mình chỉ nhắc nhở. Còn bây giờ mình ngồi bàn luận như thế này thế kia, mình đâu có làm được gì đâu. À, mình lo cho mình trước. À, mình phải cứu mình trước. À, mình phải tự lo cho bản thân mình trước, mình phải phòng hộ chính mình trước. À, rồi mình nhắc nhở những cái người thân xung quanh mình thôi. Còn nếu mà người ta bàn luận à, thì mình chỉ nghe chơi vậy thôi. À, để mình biết cái thấy chứ còn à, các cái pháp thế gian này nữa, mà mình bàn sâu vô cũng không có lợi ích gì, cũng không nên. Rồi phiền não dấy động lên thế này thế khác, rồi cái ngã mạn nó sân khởi thì rất là tai hại. Thành ra đó, kể người ta nói mình là cái người vô cảm à, thế này thế khác, cái đó là cái quyền bình luận bình phẩm của người ta à, chứ giờ mình cũng đâu có làm gì được đâu. À, đó, thành ra đó, cái vấn đề mà cái tranh luận ở đây ấy, không phải là có nhiều khi bằng cái lời nói không, mà cái hành động ấy. À, có nhiều khi ấy, có nhiều khi ấy, là à, cái điều đó không đúng, nhưng mà vì cái tâm ganh tị à, người ta có thể người ta bóp méo à, rồi người ta nói à, mà có nhiều khi cái nói ấy, nó không có ấn tượng mạnh à, cho nên người ta còn có những cái hành động rồi kia nọ nữa đó, thành ra đó cái tranh hơn tranh thua à, rồi cái đó nó không phải chỉ riêng về cái lời nói không à, mà nó còn có nhiều khi có cái hành động nó kèm theo nữa à, thì chúng ta hiểu vậy. Còn cái vấn đề mà à, thời sự thế gian à, thì mình cũng biết qua loa chút chút à, giống như để mình giải trí à, chứ mình đừng có dính mắc sâu, mình lướt qua mình tìm hiểu và để thời biết thời cuộc đó. À, chứ còn mà mình đừng có quá chú trọng là quá chú tâm cái việc mà quan trọng à, để mình chú tâm là cái việc mà mình học hỏi à, mình thực hành tu tập là cái việc đó là điều quan trọng à, để chúng ta phải hàng ngày để chúng ta quan quan tâm vào cái vấn đề đó. Còn những cái việc mà nhắc nhở à, hoặc là nghe thời sự rồi kia thì qua loa chút đỉnh được rồi à, lướt qua, ai có nói mình là cái người mà lãnh đạm mà vô cảm mà thế này thế khác thì cũng được, không sao à, người ta tán dương quý vị à, thì quý vị không có tăng thêm được 100 gram nào, người ta có chê trách quý vị á thì quý vị cũng không tổn giảm kilo nào, không? Thành ra cái quyền mà tán dương hay là chê trách là quyền của người ta à, mình cứ đi theo cái con đường của mình cứ làm tròn cái bổn phận của mình à, mình phải lo mình tự cứu mình à, thành ra Đức Phật nói sao à, dù lo cho người bao nhiêu à, cũng nên nhớ là phải lo cho mình à, bây giờ mình có lo cho thân bằng quyến thuộc, mình có nhắc nhở người ta đó, nhưng mà mình nhớ à, mình nhớ mình nhắc nhở mình trước à, phải ráng à, ráng học à, ráng lo thực hành à, tu thiền định thiền tuệ à, ráng gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác à, ráng dung bồi cái trí tuệ à, đó mới là cái điều quan trọng. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô A Di Đà.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, ai có ý kiến thì cứ giơ bàn tay lên. Dạ, còn nếu ngại thì cứ chat, con sẽ thay mặt để đọc lên ạ. Dạ, con thưa sư, con cũng được học và biết là Đức Phật chỉ nói có hai điều kiện mà Đức Phật nói. Thứ nhất là cái chuyện đó là đúng sự thật. Cái thứ hai là có lợi cho người nghe. Thì cái điều này là Đức Phật thường xuyên nói. Và cái nữa là điều thứ hai nữa là nói đúng sự thật và không có không tốt cho người nghe, thì cái điều này là Đức Phật tùy thời mới nói. Rồi con cũng được học và con cũng biết khi mà mình tranh luận á, thì cái tâm mình á, nó rất là sân hận, nó cũng sôi lên. Rồi khi mình tranh luận thì có cái sự gièm pha, rồi ganh tị, rồi nói dối, rồi có cái sự tham, rồi sự cố chấp là mình là ta đây. Thì con thấy điều đó cũng là khi mà mình tranh luận như vậy thì với cái tâm đó thì cũng không có tốt. Rồi khi mà chính vì như vậy á, nhưng mà con còn là phàm nhân, trí tuệ hiểu biết thì con có hạn thôi. Nên thường mà khi mà gặp bạn bè hay là gặp những người trong gia đình, anh chị em á, thì con thường không có được lợi khẩu, tức là mình nói không lợi ai hết á. Nói cái một hồi cái người ta nói qua cái nói lại, cái rồi mình giống như là mình ngọng luôn, mình nín thì thôi, mình thấy là mình nín cho nó tốt, thế nên là con cũng nín luôn, tức là mình không có lợi khẩu á, thưa sư. Rồi thì bạn bè thì mình nên được những cái cuộc cà phê rồi ăn uống hay là cuộc gặp mặt thì con né được, nhưng mà đối với người trong gia đình á, thưa sư, không né được, như là anh chị em, con cháu, vợ chồng, mình không thể tránh né được. Và khi mình gặp nhau thì có những điều đúng đúng với mình nhưng mà không đúng với người ta, và ngược lại, thì những cái đúng với sai này á, thì con thấy nó rất là tương đối. Tùy người, tùy thời điểm, mình cũng không nói người ta là đúng mà cũng không nói người ta là sai, tại vì theo mình thì là đúng là sai. Thì những lúc đó thì mình phải như thế nào, thưa sư? Con cũng rất là khó xử sự, có khi những đứa con nó cũng có những cái ý như thế này như thế kia, mà con thì con thấy như vậy thì nó không được tốt cho nó, thì con cũng có ý kiến, nhưng mà rồi nó tranh luận, nó nói lại thì con cũng nín. Thì như vậy thì con cũng không biết như thế nào, thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì ở đời đó, một cái cuộc mà tranh luận nó xảy ra đó là sao? Tại vì hai người ai cũng là chấp thủ là mình là đúng, đối phương là sai, cho nên mới xảy ra cái tranh luận. Ai cũng bảo thủ cho mình là cao hơn, tốt hơn, đúng hơn, còn bên kia là thấp thỏi hơn, là sai rồi này kia nọ, nghe không? Đó, cho nên nó là mới có cái sự tranh luận. Còn mà nếu mà chúng ta đàm luận, thảo luận thì sao? Để chúng ta lắng nghe, học hỏi lẫn nhau. Hai cái là nó khác nhau. Nếu mà người ta muốn tìm hiểu thì trong cái thái độ đàm luận thì mình chia sẻ. Còn nếu mà ta có cái thái độ là tranh luận thì thôi, mình chịu thua. Thành ra hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lại Ngài dạy cho ai hỏi thì mình nói, mà họ nói thì mình nghe, còn mà họ cãi thì thôi, mình nhịn, mình chịu thua. Vậy là nó chắc ăn nhất. Cho nên đó là mình không tranh hơn tranh thua gì ai. Bây giờ khi mà họ bảo thủ, họ nói là họ đúng, nghe không? Là mà khi mà cái họ bảo thủ cái tâm cống cao ngã mạn, tại vì là cái phiền não rồi. Khi mà họ không có trí tuệ
họ sống với phiền não. Mà bây giờ mình đem cái chân lý mình giải thích, mình chia sẻ, mình nói với họ cũng cũng bằng thừa. À, giống như mà nước đổ lên lá sen, hay là cái câu mà bình dân giản dị của thế gian là ta nói sao, nước đổ đầu vịt. Khi mà cái tâm mà họ họ bảo thủ rồi đó, à, thì bây giờ mình có nói gì nó cũng cũng không có lợi ích gì hết, à, mà nó còn còn gây quan trái, nó phản tác dụng cái lời nói thì thôi. À, mình nhường cho người ta là đúng. À, đó, cho nên đó là khi mình thấy rằng cái người này đó họ thực tâm, họ học hỏi, họ muốn đàm luận trao đổi, à, thì như này bà thượng nói là hả, người ta hỏi, à, thì mình nói. Mà một hồi mà bắt đầu nó trở qua là tranh luận, họ bảo thủ thì thôi, họ nói thì mình nghe. À, rồi họ muốn họ đúng, họ cao hơn, à, cái giải pháp của họ hay hơn, à, cái gì của họ cũng cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn, à, thì thôi mình nhường cho họ thì nó sẽ im chuyện. Mà có nhiều khi thực sự ra mình nhường cho họ mà họ còn chưa chịu đó, à, khổ vậy đó. À, chứ không phải mà mình thôi mình họ nói là họ hay hơn, họ giỏi hơn, họ tốt hơn, mình nhường cho họ mà họ còn không chịu đó, khổ vậy đó. Thôi thành ra cái lúc đó là mình im lặng và rút lui là tốt nhất. À, thành ra ngài hay nói à, 36 kế, à gì đó, à, chạy chạy trốn là chắc ăn nhất, ha, thì mình cứ nhớ vậy. À, ai hỏi với tâm mong cầu, à, với tâm đàm luận thì mình chia sẻ, à, ai mà tranh luận thì thôi mình lắng nghe, à, mình lắng nghe, à, rồi rồi ai muốn hơn thì nhường cho người ta hơn, hả, đó, à, 36 tam thập lục kế gì đó, tẩu di là thượng sách, à, 36 kế chạy trốn là chắc ăn nhất, à, à, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con kính tri ân sư, dạ. Con cũng thấy là tẩu vi là thượng sách, nhưng mà tại vì có những cái mình không tẩu vi được thưa sư, à, tại vì nó ở trong gia đình mình, nó ngay trước mắt mình mà mình biết điều đó với mình là chưa đúng, nên là mình cũng phải nói. Con cứ nói những cái điều cần nói, rồi cái nói xong mà nó mỗi người xử sự theo như thế nào thì là do cái xử sự của mỗi người, và con cũng hiểu là mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Rồi con cần nói thì con nói rồi thôi ạ. À, dạ, đó là con xử sự như vậy thưa sư. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À, dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh. Mọi lần em hay cứu bồi chị Nhật Huỳnh lắm đó. Hôm nay chị Nhật Huỳnh bỏ em đi. Dạ, con thưa sư, ở người đời người ta nói là nói thẳng, nói bộc trực là tốt. Còn mình nhiều khi mà mình nói vòng vo, không phải mình nói vòng vo, nhưng mà mình nói theo kiểu của mình học thì mình nói như vậy á, ví dụ như có một vấn đề gì đó mình không nói thẳng mà mình nói là như vậy á, là làm như vậy là theo nghiệp quả nhân quả gì đó, mình nói như vậy, mình tức là khi mà có một vấn đề gì đó không mình không nói là đừng làm vậy không tốt, mà mình nói là mình làm như vậy là mình tạo nghiệp tạo nhân cho đời sau, thì như vậy á là có khi người ta khó chịu á thưa sư. Thì như vậy thì có cách nào để mình tu, mình cái khẩu mình nó thân thiện với mọi người hơn, mà mình nói cho nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó không có mang tính là Phật giáo quá. Dạ, con cũng chưa được lợi khẩu cái phần đó thưa sư, thì mình có cách nào mình nói
nói vòng vo thì con cũng nói một hồi, con cũng đi nói cũng nói về không nên làm điều đó là vì mình làm mình tạo nghiệp, thì như vậy thì người ta cũng khó chịu vì người ta nói lúc nào cũng nghiệp nghiệp nghiệp. Con cũng chưa biết cách, con kính thỉnh sư dạy dỗ con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì người ta tục ngữ người nói sao? À, thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. À, mà mình nói thẳng quá đó thì nó đụng chạm, à, đụng chạm tự ái của người ta thì nó rất là khó. À, à, thẳng thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt. À, nó nói vậy hả, mình thẳng quá đó thì nó đụng chạm tùm lum lá đó, à, nó mất lòng người này mất lòng người khác. À, cho nên á có những lúc á mình phải né tránh, à, mình né tránh chứ còn mà à, cái gì mình cũng nói, mình nói là với cái mục đích để giúp đỡ cho người khác. À, nhưng mà sao có nhiều khi mình nói mình chỉ dẫn cho nó, mình chỉ cho nó thấy cái sai, cái khuyết điểm đó, nhưng mà nó bảo thủ không có chịu. À, cho nên đó, thì thôi mình thấy một hai lần mình hướng dẫn nhắc nhở người ta mà thấy cái thái độ của người ta nó không không thích, nó không vui thì thôi. À, mặc dù á quý vị á thấy rằng có nhiều lúc á là con cháu mình ấy, không, nhưng mà đó có nhiều khi mình chỉ dạy nó mà đâu có chịu nghe đâu. À, thì mình nhắc nhở nó một vài lần, à, hoặc là mình nói khéo, à, mình nói khéo nó, thí dụ như là mình không có nói nó, nhưng mà một cái người nào đó, đó có những cái hành động như vậy, à, đem đến cái tác hại như thế này thế này thế này, à, mình nói cho nó nghe, à, nếu mà cái người nó mà ý thức đó, thì nó sẽ hiểu ra. Còn bây giờ á mà cái loại mà bảo thủ rồi đó, thì sao không có ai nói mà nó nghe đâu đó. Cho nên là với những cái dù là con cháu của mình, à, nhưng mà cũng tùy theo đứa, à, những cái đứa mà nó có sự tôn trọng lắng nghe, à, thì mình hướng dẫn chỉ dẫn đó. Còn mà mình lặp đi lặp lại một hai lần mà thấy cái thái độ nó không có tôn trọng, không có hoan hỷ, à, không có chấp nhận cái sự hướng dẫn chỉ dạy của mình á, thì thôi mình tránh đi nha. Thì sao để cái pháp thế gian, để cuộc đời sẽ dạy cho nó bài học, à, tới chừng đó là nó sẽ thấy được. À, còn có nhiều khi á mình thương nó, mình dạy cho nó, chỉ dẫn cho nó, nhưng mà nó không nghe, à, nó không chịu nghe đâu, à, rồi sao, rồi để nó va chạm với thực tế ở ngoài đời, à, với xã hội, à, với thế gian thì sẽ cho nó một cái bài học, à, chừng đó đó nó mới thấm thía, à, nó mới thấm thía cái lời dạy của mình. À, thì cũng xin khuyên với cô Kim Dung, à, đối với những cái người, à, dù là thân bằng quyến thuộc, là con cháu của mình, nhưng mà cũng vậy. À, thành ra cái lời nói mình á, mình nói với cái người biết tôn trọng, biết lắng nghe thì mình nói. Còn đối với những cái người mà họ có cái tính mà bảo thủ rồi, à, mặc dù là mình thương nó, con cháu mình muốn nhắc nhở, chỉ dạy, nhưng mà thôi, à, à, đành
đành để cho cái duyên nghiệp, để cho nó dạy cho nó, để nó biết. Dạ, xin giải thích cái cô Kim Dung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Tà Dạ. Sa thứ, dạ con sẽ nghe theo lời của sư ạ. Dạ. Giang Nhật Hạ nha, chào Giang Nhật Hạ. Hôm nay Giang Nhật Hạ vô lớp trễ nha. Dạ em kính mời chị Nhật Huỳnh. Dạ em cũng tính lên để mời chị. Dạ em kính trao mic lại cho chị. Dạ sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và từ bi giảng dạy câu hỏi của Kim Nhung. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ trước nhất xin quý ngài cho phép con nói với Kim Nhung một câu trước khi con đặt câu hỏi. Kim Nhung, chị Metta đồng ý Nhật Huỳnh không? Nếu mà nói Kim Nhung mà dở hơn Nhật Huỳnh thì là coi như là mình ta nói sao ta? Nói là đưa đầu xuống đất mà đi cẳng trên trời phải không chị Metta? Nói vậy thì nó đúng là như vậy đúng không, phải không? Nên thôi chuyện đó để qua đó, tự chị Metta hoặc Kim Nhung biết được điều này. Dạ dạ nó mới bứt hai giá. Dạ con nãy giờ con nghe sư giảng rồi con nghe những câu hỏi của Kim Nhung á bạch sư, con có một câu con thắc mắc lâu lắm rồi, chắc cũng gần 2 năm rồi. Tức là sư nói là từ đời Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì có những mại giáo, những người ta không có thích để cho ngài truyền ra giáo pháp của ngài, rồi người ta sẽ mất quyền lợi, người ta sẽ này kia kia nọ. Thì lúc mà mới đầu dịch đó, bạch em bà sư, thì thượng tọa Giác Đẳng có mở thêm một cái lớp là buổi chiều ở Việt Nam, ở Mỹ, là buổi sáng ở Việt Nam. Ý là sư lúc đó là Phật tử ở của chùa Pháp Luân đó, thì người ta có những người Phật tử già, người ta không có đọc được tiếng Anh nên dịch thì nó rất là nhiều cái nhiêu khê, nên ta yêu cầu sư. Lúc đó thì sư cũng không có đi đâu được, cũng ở trong chùa. Lúc đó là ở bên đây nó cấm, coi như là không được đi ra ngoài. Rồi thì sư ở trong chùa và sư mở lên một cái lớp là sau cái lớp mà Phật giáo Nam Truyền này, thì cái lớp của sư mở lên. Thì lúc đó thì mấy vị MC ở trong cái lớp học Bồ Tát Tâm Má đó thì cũng mời con, nha, cũng mời con vào làm MC để giúp cho đọc kinh hoặc là giúp bài vở đầu để cho sư giảng và Phật tử tại vào đã nghe. Dạ thì con cũng có nói là sư mở cái râm lúc nào đó, con không thể bỏ cái râm Phật giáo Nam Truyền được. Con phải sau cái giờ cái râm Phật giáo Nam Truyền thì con mới vào lo cho trong cái râm đó. Tại vì râm đó mở tạm thời thôi, còn cái râm Phật giáo Nam Truyền con đã cùng với ngài Trí Đức giữ gìn cả bao nhiêu năm nay rồi, nên con không thể bỏ mà để con qua con lo cho cái râm Đức Phật Bồ Tát Tâm Má và buổi chiều ở đây. Thì sư cũng canh giờ đồ này kia nọ, thì coi như là mở sau cái giờ cái râm Phật giáo Nam Truyền một tiếng đồng hồ. Thì có một người Phật tử, con không thể nói tên, dạ con xin phép được bí mật. Dạ bí mật là nhà có một người Phật tử cũng tham gia một cái râm vào cái giờ gần giống như cái giờ của lớp sư mới mở. Thì ta gọi điện cho sư, người ta nói là sư không được mở râm giờ đó, sư phải mở giờ này, phải mở giờ kia, đại khái là phải làm sao là qua giờ của cái râm đó sinh hoạt. Thì có nhiều người hỏi con tại sao một người Phật tử tham dự một cái râm như vậy, còn bây giờ sư thì mở một cái râm tạm thời như vậy mà một người Phật tử lại gọi điện giữa sư không được mở giờ đó này kia.
con không biết trả lời sao được. Con không biết trả lời làm sao. Nhưng mà bây giờ nhân cái bài giảng của sư thì con xin phép được hỏi. Bạch sư, mình là một người Phật tử, mình có quyền để mình chỉnh cái giờ của một cái vị sư hay không? Tại vì cũng là Phật giáo Nam truyền. Dạ, rồi cái thứ hai nữa, mình sợ mình mất Phật tử, sợ Phật tử ở bên đó chạy qua bên này nghe. Như vậy mình có tâm ganh tị không? Và mỗi một cái room mình sinh hoạt mỗi khác, mà tại sao mình phải phải ra điều kiện như vậy? Và bây giờ cái câu hỏi đúc kết của con là như vậy, phải là mình có cái tâm ganh tị không? Mình muốn mọi ở cái room này để nghe pháp, không được qua cái room bên kia, biểu cái room bên kia là phải phải ngưng. Nhưng mà con thấy một điều là Phật tử ở đâu nghe thầy nào, lúc đó con trả lời với người ta, thầy nào trò đó, chứ không có mà con nào cha đó, chứ không có ở bên con bên đây mà chạy qua bên kia đâu. Cái câu hỏi của con là bạch sư, như vậy là cái người mà kêu thường tọa giác đẳng không được mở room giờ đó phải là người ta có tâm ganh tị không bạch sư? Và con kính nhân mít đến sư sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Tạ cái này cái gì đâu mà cô Nhật Quỳnh phải hỏi sư? Thì cái chuyện đó là hiển hiển hiện rồi. Mà cô hỏi sư rồi nó cũng khó là sư nữa, phải không? Cái chuyện này thì bản thân cô cũng nhận định được rồi chứ có gì đâu. Thì ở đời thì nó như vậy đó, nhưng mà điều đó đấy đó, là có nhiều khi vì cái phiền não che án người ta không thấy thành ra thì cô hỏi sư cũng khó nói. Thôi mình tự biết nha, vậy là được rồi. Nói ra thì nó cũng đụng chạm lời thật thì mất khổ lắm. Cho nên người ta tự cho người ta có cái quyền như thế này, như thế nọ, thế này thế kia. Thành ra thôi bây giờ mình biết những cái người đó thì mình nên tránh. Thì sự thật ra đó quý vị thấy không, bây giờ á mình cũng bán, người ta cũng bán. Giả dụ như bây giờ những cái người mà họ bán nhà hàng đi, bây giờ tại sao mà chạy qua cái nhà hàng bên kia cấm người ta, không cho người ta bán? Mỗi người có cái quyền tự do. Người ta bây giờ anh đừng có nên chạy qua mình cấm người ta bán, nhưng mà làm sao á, là anh phải làm những cái thức ăn mà nó hợp khẩu vị, rồi cái giá cả nó hợp lý, thì anh sẽ thu hút được thực khách. Còn bây giờ anh qua anh chửi bới người ta, anh cấm người ta không cho người ta làm, thì cái điều đó nó quá sai rồi. Đó, thành ra là chúng ta phải hiểu, chứ mình đừng có mà mình đi can thiệp cái chuyện nó không có hợp lẽ. Mà tại sao mình muốn người ta phải nhường cái chuyện đó, cái giờ đó, vậy là nó đâu có đúng, phải không? Đó, bây giờ không sao không đi cấm mấy cái chỗ khác mà lại đi cấm cái chỗ này,
Mình đâu có phải mình có quyền lực gì. Ở đây là quyền tự do của mỗi người. Bây giờ ở trên cái không gian mạng, trên internet này, có hàng hàng trăm hàng triệu cái room này. Mà tại sao mình có quyền lực gì mà mình đi cấm cái chỗ này chỗ nọ? Thì sư xin nói dâu về cái câu thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, mô tả dạ. Dạ, xa thú, dạ, con cũng hiểu ý sư muốn nói ạ. Dạ, con thưa sư, có câu hỏi của đạo hữu Trần Phụng. Dạ, con sẽ đọc, con kính thỉnh sư giải thích giúp. Dạ, bạch sư, người thân của con họ không tin việc làm phước vì họ nghĩ chết là hết. Còn nếu có sanh thì họ cũng đâu biết mình là ai. Vì vậy nên khó khăn cho con mỗi lần làm phước. Xin sư giúp con. Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu Trần Phụng ạ. Con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thì Đức Phật nói cái tài sản trong thế gian nhiều thứ nhiều loại, thì chúng sanh ở trong thế gian này cũng nhiều thứ nhiều loại. Có những người có căn cơ, có tạo trữ những cái nhân duyên, thì họ sẽ theo cái nhân duyên đó mà họ gặp được những cái điều kiện thích hợp. Còn những người mà họ mê lầm tà kiến, thì trong cái tà kiến ấy, nó có hai loại. Cái loại mà đoạn kiến ấy, thì rất là nguy hiểm. Vì cái sự mà chấp thủ về cái đoạn kiến này chết là hết. Không tin tội phước, không có tin nhân quả. Thì với những cái người này thôi mình chịu thua, không có làm gì được đó. Nhưng mà những cái người mà thường kiến thì họ cho là coi như là có tái sanh luân hồi. Những cái người này họ còn mong cầu tái sanh về những cảnh giới an vui đồ này kia nọ đó, thì họ còn còn có thể tạo những cái phước thiện, họ biết bố thí đồ này kia nọ. Thành ra đó, đối với những cái người mà đoạn kiến mà sâu nặng thì sao chịu thua. Nó là cái gì, cái tư tưởng mà đoạn kiến đó nó đã trói buộc, nó bưng bít, nó che án rồi. Cái người này thấy cái gì đâu. Còn mà quý vị muốn muốn mà chỉ dẫn cho họ biết có cái tái sanh luân hồi hay không á, thì bây giờ quý vị nói nè, tại sao mà có những đứa bé đó nó mới vừa sanh có vài ba tuổi mà nó tự nhiên cái thiên bẩm nó biết, nó giỏi về một cái lãnh vực nào đó. Có những đứa nó mới 3 tuổi mà nó biết về về những cái bài nhạc mà coi như là giao hưởng. Là những đứa bé nó còn mới 3 tuổi mà nó biết được một cái loại ngoại ngữ nào. Những đứa bé mới 3 tuổi mà nó có thể vẽ được những cái bức tranh. Có những đứa bé nó nhớ lại cái tiền kiếp của nó. Thì cái điều đó để thấy rằng có sự tái sanh. Và những gì, những cái hành động, lời nói,
suy nghĩ trong thế gian này không phải chết là hết. À, đó, những cái kinh nghiệm, những cái tri thức mà chúng ta học hỏi có được trong cái ngày hôm nay không phải qua ngày mai là nó mất hết. Đó, nó cũng còn còn lưu lại, còn lưu giữ lại. Đó. Mình chỉ dẫn cho họ những cái đó để họ thấy được. À, còn cái quyền mà họ tin hay họ không tin thì cái quyền của họ. À, chứ những cái người mà những cái người mà họ mà bảo thủ mà sâu nặng thì khó mà giúp đỡ giáo hóa hướng dẫn cho họ được lắm. À, họ không có tin cái chuyện mà làm phước. À, làm phước rồi á bị họ đâu thấy, thấy không? Chứ còn như mà cái phước mà nó bây giờ đi làm phước 10 đồng, đi làm phước 10 đồng qua ngày mai mà trổ sanh ra được 15 đồng á, à, vừa làm phước xong rồi nó có phước liền á, thì chắc ai cũng đi làm phước hết á, thấy không? Nhưng mà vì sao? Vì cái pháp hữu vi, à, cái nhân ấy, pháp cái nhân nó quả nó và bục, à, nó mới có thời gian chứ, phải không? Bây giờ quý vị thấy rằng á, họ trồng, bây giờ họ trồng cái rau ấy, mà cái rau mà nhanh ăn nhất, nhanh thu hoạch nhất ấy, là cái rau mầm, là cái giá của mình ấy. Đó. Bây giờ cái hạt đậu xanh á, và mình phải ủ độ ẩm trong trong nhanh nhất là cũng phải 1 ngày 2 ngày đó, à, nó trở thành cái giá, à, nó cũng phải có thời gian chứ, đâu phải cái hạt đậu xanh mới vừa bỏ trong vòng tích tắc rồi bắt đầu nó trở thành cái giá liền. À, thì cái gì cũng vậy, nhân đã gieo chắc chắn là phải có quả, nhưng cái quả nó đến nhanh chậm, à, tùy theo cái chủng loại. À, có những chủng loại á, thì nó cho quả sớm. À, thí dụ như trồng cái lúa đó, thì nhiều lắm là 6 tháng, những cái loại lúa mà 6 tháng thì nó mới cho cây thu hoạch. À, nhưng mà bây giờ á, sự tiến bộ hơn, họ cải tiến hơn thì giờ lúa ngắn ngày nó có 3 tháng này. À, thấy không? Đó là ngắn nhất. À, trồng cái rau cái cải gì đó là cũng phải 1 tháng, à, người ta mới thu hoạch. À, thành ra không có cái gì mà thả xuống là có liền được. Không biết mai mốt khoa học kỹ thuật nó tiến bộ làm sao mà kêu bằng lấy cái hột cải mà bỏ vô rồi á là chừng 5 phút sau, vài 3 phút sau, à, nó phát triển nó thành cái cải mà có thể ăn được. Chứ còn bây giờ thì chưa có được. Nó cũng phải đòi hỏi một cái thời gian ít lắm đó. Cũng phải 1 tuần lễ, à, 7 ngày. Những người mà họ chấp thủ bảo thủ rồi đó thì khó mà hướng dẫn. À, cho nên là tùy theo. À, nếu mà bây giờ họ không tin, à, họ không chịu làm phước thì cái đó là họ tự làm cho mình đánh mất đi những cái lợi ích, cái phước báo trong cái đời sống hiện tại. À, thì bây giờ họ không khư khư, họ không chịu rồi thì thôi, mình đâu có giúp gì được. À, thì nó như vậy đó. Thành ra đó, cái lòng từ bi của Đức Phật đó, thương chúng sanh, thương xót chúng sanh trôi lăn trong biển khổ. À, nhưng mà có những người hữu duyên thì Đức Phật mới giúp được. À, còn những người mà
đoạn kiến, những người chấp thủ sâu nặng, thì dù cho Đức Phật là cái bậc cao thượng nhất ở trong thế gian này, Đức Phật còn không giúp đỡ gì được, cũng không tế độ được. Thành ra thì mình cũng thấy như vậy thì thôi, mình tránh đi, chứ bây giờ mình không có giúp gì được đâu. Thư xin giải thích cái thắc mắc của Trần Phụng 77 và chúc nhiều sức an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư đã giải đáp câu hỏi của Trần Phụ ạ. Dạ, kính mời quý trong đạo tràng, dạ, quý vị nào có câu hỏi thì mình lại chat lên để sư Pháp Thanh giảng giải, và nếu được thì tay lên ạ. Dạ, trước khi mà có câu hỏi thì con xin sư cho con một câu hỏi nữa ạ. Dạ, như sư đã giảng trong bài thì sư nói cái ý nghiệp là quan trọng nhất, mình cần phải kiểm soát ý nghiệp, phải canh phòng cẩn mật. Dạ, nhưng mà theo con thì Đức Phật cũng trong một bài kinh Trung Bộ con cũng được học, là con cũng nghe là Đức Phật cũng nói là ý nghiệp là quan trọng nhất. Trong khi đó một đạo khác thì lại nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Nhưng mà đứng về một khía cạnh nào đó thì với bản thân con cũng thấy là không phải lúc nào ý nghiệp cũng quan trọng nhất. Dạ, con nói đây không phải là con tà kiến thưa sư, nhưng mà vì cái nhận thức của con nó chưa được chín chắn, chưa được trọn vẹn, do đó con cũng có nhận thức sai. Thì tại vì là lúc đầu thì là ý nghiệp là quan trọng nhất, mình có cái suy nghĩ đó thì mới đưa đến khẩu, đưa đến thân. Nhưng mà sau này khi đã thuần thục, tức là khi mà người ta thành cái tập quán, thành cái thường nghiệp, thì có khi người ta kịp suy nghĩ nữa mà người ta nói hay là người ta hành động ngay. Mình mới đặt vấn đề cái người ta phản lại liền bằng cái lời nói, nhất là khẩu nghiệp. Thì ở một góc độ nào đó con thấy khẩu nghiệp cũng quan trọng, cũng con cũng chưa rõ cái nhất ở chỗ này là ý nghiệp. Tại vì ý nghiệp nó chỉ mình mới nói lên cái là họ phản lại liền, thì con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Vì con thấy là ý có nhiều khi nó quên, thân nghiệp cũng có nhiều khi người ta đánh mình đau rồi mình quên, nhưng mà cái khẩu nghiệp á là vọt ra liền. Thì như vậy có phải khẩu nghiệp là quan trọng, cũng rất là quan trọng phải không thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ra giá. Thì tất cả đó là trong ba cái ý nghiệp nó rất là quan trọng. Thì quý vị học cái câu Pháp Cú kinh số 1, số 2 thì quý vị thấy rồi. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu mà khi mà mình học về cái phương pháp mà quan sát, quán tâm, mình sẽ thấy rằng cái quan trọng của cái tác ý. Quý vị đơn giản chỉ là một cái tiểu oai nghi. Bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị muốn thay đổi cái oai nghi, hay là quý vị đang ngồi tự nhiên có một cái gì đó, một cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thì tích cắt nó có một cái tác ý là gì, là đưa cái tay lên để gãi ngay cái chỗ mà nó ngứa ngáy đó. Nếu mà mình là cái một cái vị hành giả mà quán sát về cái tâm đó, mình sẽ thấy ra khi mà một cái cảm thọ nó vừa sanh khởi, trước khi hành động nó diễn ra rồi, phải có cái tác ý muốn đưa tay lên
giải ở ngay chỗ đó. Cái tác ý nó đi trước, rồi cái hành động đưa cái tay lên à, nó mới diễn ra à. Nhưng mà đó, ví dụ như cái tác ý nó hài à, những người mà nếu mà quan sát mình sẽ thấy được. Còn á, có những cái nào nó phản ứng tự theo bản năng à. Quý vị thấy rằng á, những người mà họ không có học á, thì họ đâu biết gì đâu à, tự nhiên con mũi nó cắn, nó đau à, nó khó chịu ngay chỗ đó, họ liền đưa tay họ đập liền à. Đó thì sao, cái đó là theo bản năng tự nhiên, phản xạ tự nhiên à. Cái tác ý này đó là nó bị cái trần cảnh bên ngoài nó tác động vô à. Còn nếu mà chúng ta là cái người mà có sự học tìm hiểu, có sự quan sát cái tâm của mình thì mới thấy được à. Cho nên đó là khi mà cũng là một cái hành động à, nhưng mà nếu mà cái sự khó chịu này đó, cái người mà có trí tuệ thì sao, họ chỉ đưa tay lên phủi phủi thôi à, chứ sợ nếu mà con muỗi hay gì nó đang cắn mình mà đưa tay lên mình đập là mình tạo nghiệp không đó. Thành ra đó chúng ta phải thấy rằng cái tốc độ mà xâm diệt của cái tâm nó rất là nhanh à. Rồi sao, chính vì cái sự không học, không tìm hiểu nè à, nó quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, nó trở thành cái tiền khiên tập à, nó tìm miên, nó ngủ ngầm, cho nên là nó trở thành cái gì, nó trở thành cái tánh à. Thì đó, ở trong trong mà quý vị học như gì khóa đó à, gọi là cái tánh người quen hết sân. Thì cái khi mà cái người mà tục sanh với cái tánh mà quen nó sanh rồi đó, họ dễ sanh lắm. Đụng cái à, đụng cái họ làm rần 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 lên liền à, giống như cái mục nhọt đó, nó ra cằn, chỉ cần đụng nhẹ vô là bắt đầu nó chảy mũ rồi đó. Vì nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó tìm miên, nó ngủ ngầm à, thành ra bây giờ nó trở thành cái nết à, cái tiền khiên tập. Quý vị biết rằng ấy, cái tiền khiên tập này rất là khó khó trừ à, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác nhà mới trừ tuyệt được, chứ còn các bậc thánh nhân nha à, có những vị à, những cái tiền thiên tật này nó cũng còn tiềm miên à. Thì cái trường hợp là sao, ngài Xá Lợi Phất á, 500 kiếp ngài làm con khỉ, mà con khỉ thì nó không bao giờ mà nó thấy cái vũng nước mà nó bước qua, nó bước lội xuống vũng nước, nó bước qua mà thấy vũng nước là nó tránh nhảy nhảy thoát qua à. Thành ra đó à, có trường hợp mà khi mà ngài đi trì bình khất thực gặp những cái vũng nước đó à, thay vì từ 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 bước qua thì ngài nhảy qua, thì mấy vị kia mới về mới trình bạch với Phật là bậc thượng thủ sinh văn à, mà à, cái tế hạnh quay nghi tế hạnh nó không có được đẹp, gặp cái vũng nước cái nhảy phóc qua đó. Thành ra không? Mình phải biết như vậy đó. Có những cái nó tiềm miên sâu nặng, nó trở thành cái tiền thiên tật hay một cái tánh, kiểu đó rất là khó trừ khử. Cho nên là trong cái mà như vậy, cái ý nghiệp đó, mình phải canh phòng. Chính vì cái tác ý nó sanh
nó lặp đi lặp lại nhiều lần. À, mình mới nói, à, mình mới làm. À, chính vì cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một cái bản năng. À, nó phản ứng máy móc. Mà lúc đó là cái nếu mình không kiểm soát, mình không có thực tập cái quan sát tâm, mình không có theo dõi cái tâm á, thì mình không thấy được. À, thành ra đó là trong một cái bài pháp á, Ngài Hòa Thượng nói đừng coi thường phiền não. À, nó ngủ ngầm, nó tiềm ẩn ở đó đó, nhưng mà khi mà gặp đối tượng đó, là nó nhảy bổ ra liền. Nếu mình không thực tập thì mình không kịp phản ứng đâu. À, nó rất là nhanh. À, thì quý vị thấy rằng trong một cái khải móng tay nó sanh diệt cả tỷ lần mà. À, cho nên á là chúng ta cố gắng tu tập để quan sát, cái quan sát cái tâm của mình, kịp thời ngăn chặn những cái tác ý bất thiện. À, chứ còn mà nếu mà những cái người mà không có tu tập á, thì họ sống theo bản năng, mà sống theo bản năng phản ứng dưới sự dẫn dắt của phiền não, thì sẽ đem đến những cái không tốt đẹp, những cái hậu quả tai hại khôn lường. À, còn nếu mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực kiểm soát cái ý nghiệp của mình, thì hạn chế được thân nghiệp, khẩu nghiệp, cho nên là cũng sẽ giải thích với cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con đã hiểu. Như vậy là trong một cái búng tay thì có tỷ tỷ sát na sinh diệt. Như vậy là ý nghiệp là quan trọng nhất. Ngoại trừ những cái trường hợp là tiền khiên tật là không kể ở trong đây, là do máy móc, thì như vậy là ý nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Dạ, con hiểu rồi, thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, em kính mời chị Metta. Dạ, thân mời Giang Nhật Hạ. Giang Nhật Hạ vô giơ tay nha. Hồng Mai. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Xin mời đạo tràng giơ tay ạ. Dạ, dạ xin mời Hồng Mai. Dạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể quý đạo hữu. Dạ, con rất là hoan hỷ và rất là thích thú với những cái lời giảng dạy của sư Pháp Thanh. Thì giống như sư nói thì ý luôn những đầu các pháp thì con cảm thấy là rất là đúng. Bởi vì khi á cái ý nó rất là nhanh mà mình không nắm bắt được thì mình nghĩ là đó là cái khẩu hoặc là cái thân trước, nhưng mà theo như kinh nghiệm của con á là thường là cái ý nó phản xạ nhanh đến nỗi là cái khẩu nó buộc ra liền, đến khi mình cảm thấy mình đang trong trạng thái tâm sân thì lúc đó thì mình mới kềm hãm nó lại. Chứ mà lúc mà khi mình phản ứng á thì mình không nghĩ đó là cái phản ứng của ý của mình. Với lại khi mà con nghe sư giảng là mình không nên là giống như là gọi là mình thảo luận với những cái người mà mình cảm thấy là cái người ấy là cái tiền thân kiên tật của họ là tâm sân. Thì con có kinh nghiệm với một bạn đạo, thì cái chị ấy á thì con cũng rất kính trọng, vì chị là chị lớn tuổi hơn con và chị vô đạo thì cũng lâu hơn con. Để bởi vì cái sự nhường nhịn, nhưng mà chị không hiểu cái lòng kính trọng của mình đối với chị, cho nên khi mà chị có những cái gì mà lợi cho chị á thì là chị rất là thân thiện. Nhưng khi mà
không đáp ứng được những cái ý mà chị mong muốn á, thì chị lại rất là sân. Và con cũng đã nghe những cái người bạn đạo khác của con á, là à, chị đó sân lắm không nên chơi, nhưng con nghĩ là ok, mình cũng có thể vui vui, cũng có thể là nguyễn chứng khi mà chị ấy nói trong sân. Nhưng mà khi đến lần thứ hai con tiếp xúc với chị, và cũng là chị giống như là có lời mời gọi của mình bởi vì cái quyền lợi của chị, nhưng mà khi con cũng đã giúp đỡ cho chị ấy, nhưng mà bởi vì khi mà nghe đến tên chị thì ai cũng chị hết, cho nên con không giúp đỡ được, nhưng mà cũng con cũng không nói ra, mà con cũng không tham gia vào cái lời mời của chị, thì chị đâm ra chị giận dữ, chị sân lên với con. Thì con cảm khi đó thì con nhìn thấy tâm của con cũng bị dao động, cũng bị như là những cái lời sân hận của chị làm ảnh hưởng. Thì con suy nghĩ thôi, nếu mà lần chỉ mà cái tâm mình sao động quá, phiền não nhiều quá, thì con đành phải là dứt khoát là không cần gửi chi nữa và sẽ không kết bạn với chị ấy. Thì thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Dạ con xin sư cho con ý kiến ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trong đời sống thì có lúc chúng ta cũng phải cần có bạn. Ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà cái người bạn á, mình nên phải lựa chọn nó như thế nào? Chứ không phải là vì kính nể, vì tình cảm rồi kia nọ. Cái người mà không thích hợp mà mình cũng cũng phải gần gũi. Thành ra đó, trong cái mà người bạn đó, ví dụ như trong cái sự giao tiếp trong đời sống, thì có rất nhiều bạn, nhưng mà cái người bạn mà gọi là hiểu mình, gọi là tri kỷ thì rất là khó kiếm, chứ không phải dễ đâu. Thành ra có những lúc thì mình cũng cần phải có những cái người bạn để mà chia sẻ, để hỗ trợ trong cái đời sống, và trao đổi trong cái sự học hỏi, sự thực tập. Nhưng mà nếu mà gặp những cái người mà nó không thể nào mà gần gũi thì chúng ta cũng có được phép tránh xa. Ví dụ như trường hợp mà những cái người mà đang thực tập chánh niệm ha, mà bây giờ mình gần gũi những cái người mà họ hay bàn thế sự, cái tâm họ phóng dật, thì mình không nên gần gũi những cái người này. Tại vì khi mà cái quý vị mới trồng cái cây á, mà quý vị cái cây, cái bộ rễ nó chưa bám á, mà quý vị không có những cây mà chống đỡ á, thì nó dễ bị tác động của các cơn gió. Mà cái bộ rễ nó chưa đủ thì nó sao, nó đổ, nó ngã, nó tróc gốc. Cho nên đó là mình là cái người sơ cơ mới thực hành, cái tâm mình nó còn non yếu, có những lúc mình phải tránh xa hội chúng, tránh xa bạn bè, tránh xa những cái người mà thất niệm, đó. Thì cái này mình đâu có tội lỗi gì đâu, tại vì cái nhu cầu trong cái sự thực tập, có những lúc mình phải tránh xa để gì? Để mình củng cố cái chánh niệm của mình.
À, còn khi mà cái chánh niệm của mình vững vàng rồi đó, thì mình có thể mình giao tiếp mà mình nói trong cái chánh niệm tỉnh giác của mình. À, còn lúc đầu á mình sẽ tập thực tập mình cái chánh niệm tỉnh giác mình nó còn non yếu thì mình cũng phải tránh chứ. Thì cái sự né tránh này đó nó đâu có đem đến cái tội lỗi gì đâu. À, có nhiều khi người ta chê trách đó. À, rồi tu cao quá, à, này kia thế này thế khác, thì cái chuyện người ta nói là cái quyền của người ta. À, cái chuyện của mình ráng mình lo cho mình, không ai lo cho mình được đâu. À, không ai khuyến giúp cho mình có cái chánh niệm tỉnh giác nó mạnh được, mà phải tự mình. Cái công việc này phải tự mình làm, không ai làm thế cho mình được đâu. Thấy không? Khi mà quý vị bệnh á, quý vị phải tự uống thuốc, chứ không có nhờ ai uống thuốc để cho tôi hết bệnh được. À, thành ra Đức Phật nói sao, có những việc mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc không làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Là sao? Cái công việc mà dung bồi trí tuệ nè, dung bồi chánh niệm tỉnh giác nè, cải chánh tri kiến nè, những cái công việc này phải tự quý vị làm. À, chứ tăng kinh điển rồi gì đó chỉ nhắc nhở, chỉ dẫn, hướng dẫn cho quý vị thôi. Còn cái dung bồi trí tuệ tự mình phải nỗ lực. À, dung bồi chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hiện tại phải tự mình nỗ lực. Cái vấn đề mà đốt sửa đổi những cái hiểu biết, cái tri kiến của mình, không phải tự mình làm, không ai làm thế cho mình được những cái điều này đâu. À, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. À, có những lúc à thì mình cũng tiếp xúc à với bạn bè giao tiếp, nhưng mà trong những cái giai đoạn mà thực hành giáo pháp, cái thời kỳ sơ cơ, à mình cũng nên hạn chế, à tránh né, à để mình gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác của mình. À, mình gìn giữ cái ý nghiệp của mình cho nó được tốt đẹp. Thì cũng à, xin chia sẻ với Trần Phụng và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ chắc thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, giờ mời cô Kim Nhung sám hối sau khi nghe pháp. Và xin thay mặt Kim Tăng phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể ra ngang, chúc quý tôn nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ giá phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Phật Thanh. Dạ, con nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút, con đưa tay hỏi một câu mà con thấy sư chúc phúc rồi nên Kim Nhung mời thì con đưa tay lên con cầm mic thôi. Dạ, kính mời Kim Nhung tiếp tục nha. Dạ, con nhật qua mời Kim Nhung, sư đã chúc phúc rồi, như mình không có hỏi nữa. Dạ, mời Kim Nhung. Dạ, sa thú kính chị thích câu hỏi cho bạn Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, bài học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang gena vande hang ba da bang sung varuttamang butthe yogalito doso butho khamatu tang mamang.
Uttamang ghe na quan đề hằng tham mạnh cha đô vít hằng qua rằng tham mê yo kha li tô đô so tham mô kha ma tu tăng ma mang Uttamang ghe na quan đăng khanh cha đu vít hô ta mang sang khê yo kha li tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau buổi học để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Xin thay mặt quý tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sana soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sana soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sana soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin cho quả tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư.